Em xin chào tất cả các bác nhá. Đây các bác, ở trên clip này là một thanh niên. Thanh niên này rất là ý các bác nhá, năng động, thế nên là lựa chọn mẫu Fix Epic 2 của nhà Host. Mẫu này thì review qua nhanh một chút để em giao hàng các bác. Mẫu này chạy 3 đao nhá các bác. 3 đao đằng trước, đằng sau vẫn là nan 36 nan. Kết hợp với đấy là đùi đĩa và lip một tầng. Clip một bên clip cứng một tầng, có thể đây các bác có thể thấy là có tiến có lùi tùy vào mình đạp nhé. Ngoài ra kết hợp với mẫu xe này sẽ được tặng kèm một cái clip trôi một chiều ở bên kia, tức là các bác có thể đảo cái bánh để các bác chạy thoải mái nhé. Em xin chào tất cả các bác nhá. Ở đoạn đầu clip thì các bác đã thấy em quay có một đoạn clip ngắn là em giao xe cho một thanh niên các bác. Thanh niên đấy để mà về đi, tức là em đã lắp đặt xong hết rồi. Thì tiện có cái đoạn clip đấy thì em sẽ giới thiệu lại cho các bác một mẫu xe Figure các bác. Mẫu xe Figure này thì cái về cái phần độ yêu thích cũng như là được lựa chọn thì là một trong những mẫu xe bán được rất là nhiều ở tại nhà em các bác. Dòng xe Figure của Host các bác có mã Epic của mẫu ba đao này sẽ là Epic 2, còn mẫu nan thường là Epic 1. Với mẫu xe Host Epic của Figure này thì sẽ có những cái điểm gì đặc biệt để mà khách chấp nhận lựa chọn nhiều nhất trong những dòng Figure các bác. Mẫu này có giá bán chỉ hơn 5 triệu và được ship hàng toàn quốc. Đây bây giờ em sẽ mời các bác cùng em đi vào chi tiết hơn của mẫu xe này để xem những cái tính năng, những công năng của mẫu xe này nhé. Đầu tiên, xe nào cũng vậy, chúng ta phải xem lên phần khung. Phần khung của xe thì với mẫu Epic 2 này thì hiện tại phần khung xe được thiết kế là sử dụng khung nhôm 6061 không muối hàn các bác. Với nhôm 6061 không muối hàn thì cái đặc tính của nó là dai, nhẹ và bền hơn so với những cái dòng nhôm khác. Kết hợp với đấy, xe được thiết kế được làm rất là nhiều màu. Nhưng rất là đặc biệt là cái màu vàng bạc này các bác. Màu này gọi là màu vàng bạc chứ không phải vàng chói. Vàng chói là cái ở đoạn đầu clip kia. Mẫu này được rồi, vì thực ra mẫu này em có lắp bàn pedal vào sẵn để cho mọi người có thể xem được cả cái pedal của xe. Pedal của xe này là pedal nhôm, pedal nhôm MTB, có những cái gai này để các bác khi đạp giày nhé, nó sẽ bám ở cái đế giày hơn và không bị trượt nhé, để đảm bảo nhất trong quá trình mình sử dụng. Khung nhôm không muối hàn thì được thiết kế là đây các bác, khi mà được làm bằng máy xong họ sẽ được thiết kế gia công lại để cho cái muối hàn nó sẽ hoàn toàn, các bác nhìn thấy sẽ chỉ còn thấy hơi mờ mờ thôi. Với cái phần đuôi xe, cái phần khung đuôi này và phần trục giữa này thì vẫn còn muối hàn nhé bác, vì cái phần này ấy thì là cái phần chịu lực nhiều nhất của xe. Thế nên là nhà sản xuất họ vẫn để muối hàn này để tăng cái độ bám chắc của cái khung xe lên, đảm bảo là xe được hoạt động bền bỉ và chắc chắn nhất. Với mẫu xe này thì cái phần pô tăng, cái phần càng xe thì nếu như mà các bác muốn thay thế lên những cái càng, ví dụ càng nhôm hàng cao cấp hoặc là càng carbon chẳng hạn, thì các bác có thể là đặt riêng càng để thay. Vì với mẫu xe này thì cái phần càng xe này vẫn là càng thép nhá. Càng thép vẫn carbon chịu lực và nhẹ, tức là cái càng này nó nhẹ ngang với cái phần nhôm 6061 này, nó chỉ nặng hơn nhau một chút, cái khối lượng nặng hơn nhau một chút, một cái là 1, một cái là 1,25 thôi các bác nhé. Nó tức là chỉ nặng hơn nhau một chút như vậy thôi. 1,25 với một cái càng này thì nó chỉ lệch nhau một chút, khoảng vài chục gram thôi. Chứ nếu như mà khối lượng tổng, hai khối lượng theo tính theo đầu tấn thì nó lại khác các bác. Thế nên nó rất là nhẹ thôi. Kết hợp với đấy, với mẫu xe này thì cái phần khung xe là như vậy. Khung xe này và cái size khung xe này thì rất là thoát xe các bác. Các cháu ở đây, phong trào các cháu đang đi, thực ra em vẫn bảo là từ 1m60 đi mẫu này là phù hợp nhất. Nhưng mà các cháu khoảng 1m35, 1m40 các bác nha, từ 1m35, 1m40 trở lên là đều ngồi trên khung đi được, và hạ yên xuống cái cỡ là vẫn đi được. Thực ra với mẫu Figure
thì cái bàn đạp, pedal đạp là nó sẽ nâng được người. Tức là không phải là đạp tiến, là tiến dừng không đạp nữa là xe vẫn trôi, mà là nó sẽ nâng được người lên. Thế nên là cái phần khung xe có thể cao hơn một chút so với chiều cao thì vẫn đi được bình thường. Xe thì được sơn tĩnh điện cao cấp và được lớp phủ bóng, thế nên là cái màu sắc xe nó sẽ rất là bền. Ngoài ra thì các bác nếu như có những sở thích cá nhân, ví dụ dán sticker, thì những cái vùng này các bác dán sticker thoải mái, hoặc là dán bọc ni lông. Cái mẫu này là đây. Có ngoài ra thì đây các bác thấy này, 6061 alumin này, R-tuyp này, tuyp R-rex, tức là tuyp này là dành cho ví dụ như là đua, thường thường các bác thấy giải đua Olympic, đua xe đạp lòng chảo là sử dụng mẫu Figure nha các bác nhé. Hydro, cái này là sẽ tức là cái phần này nó sẽ là cái công nghệ tiên tiến hơn một chút. Kết hợp với đấy là đây, cái phần tem này Desing. Cái này có host bản 2024, chạy bạc nạn nha các bác. Có một cái nữa là các bác sẽ để ý giúp em là cái phần này, các bác để ý không? Đây nhé, đây là cái phần chạy bạc đạn, tức là bánh trước, bánh sau, Meyer và trục đều là chạy bạc đạn chứ không phải chạy bi côn. Với dòng xe chạy bạc đạn thì các bác biết rồi, khi mà chạy bạc đạn thì cái xe nó sẽ ổn định hơn và nó chống bị dơ dão hơn. Tức là trong tất cả mọi thứ thì cái bạc đạn nó chạy nó sẽ êm hơn so với chạy bi côn nha các bác nhé. Thế nên là dòng xe này là chạy bạc đạn nhé. Kết hợp với đấy, cái vành đằng trước của mẫu xe này với dòng F2, cái vành đằng trước này sẽ là sử dụng cái vành 3 đao, chiều cao 6cm. Còn với dòng thường là đằng trước đằng sau sẽ sử dụng là bánh xe có nan hoa 36 nan, cũng vành cao 6cm nha các bác. Chỉ khác nhau là vành xe thôi. Đây là chạy bạc đạn này các bạn. Tức là chạy bạc đạn này, vành 3 đao này, sử dụng van cối nha các bác nha. Cái này sử dụng van cối. Ngoài ra xe còn được tích hợp thêm cái này cũng rất là tốt này các bác. Xe mẫu 2024 của mẫu Hot này sẽ được tích hợp thêm bộ phanh cụm phanh đằng trước, phanh chữ C của đằng trước, tăng cường độ an toàn và đảm bảo để các bác hoặc là các cháu khi đi xe mình kiểm soát tốc độ được tốt nhất, bóp phanh kiểm soát tốc độ tốt nhất. Phanh là phanh má vành nha các bác, phanh má vành. Phanh chữ C thể thao. Cái phanh này thì bóp rất là nhẹ thôi và cũng rất là yên tâm khi sử dụng. Ghi đông. Ghi đông là ghi đông nhôm các bác. Ghi đông nhôm kết hợp với đây là có cái dây quấn này. Các bác để ý, đây là dây quấn. Cái dây quấn này là vân carbon các bác. Dây quấn vân carbon, nhưng mà dây quấn này là dây quấn các bác sờ vào thì cảm giác nó sẽ không phải là da. Cảm giác nó như là sợi vải các bác, da tổng hợp và vải thì đúng hơn. Cái này thì dây này thì khi cầm ra mồ hôi nhiều nó không bị trơn và nó sẽ khó bị bong hơn. Nếu mà dây da thật, nếu mà đi mà cầm miết nhiều thì cái da nó sẽ sần dần lên và sau nó sẽ bị bong. Rất là da PU lại càng dễ bị. Còn cái này là cái này nó giả vải, cái này lớp bên ngoài là lớp vải thì vậy. Thế nên vân carbon, thế nên là sẽ giảm thiểu tối đa cái phần đấy nhé các bác nhé. Cái pô tăng này là pô tăng của Host, pô tăng nhôm. Kết hợp với đấy, đấy là của bánh đằng trước. Bánh đằng sau thì các bác sẽ thấy là đây, ví dụ như cái mẫu này, bánh đằng sau sẽ sử dụng là bánh nhôm 2 lớp. Bánh nhôm 2 lớp của Host 36 nan nha các bác. Nan hoa là 36 nan. Còn nếu mà cái FX1 thì là nan, bánh trước bánh sau đều là 36 nan như thế này cả. Đấy. Xe sử dụng là trục kia cái Meyer đằng sau sử dụng lip chết nha các bác. Lip này gọi là lip cứng, lip chết. Với cái lip cứng, lip chết này là lip khóa này các bác, gồm lip và khóa này. Đây là khóa này, đây là lip này, em dễ hơn. Đây là khóa và đây là lip, tức là sẽ khóa cứng vào, chạy bạc đạn nhé. Các bác có thể nhìn rõ ràng đây cái bạc đạn đây. Thế là sẽ là chạy bạc đạn trước sau hết rồi. Đằng đối diện sẽ là cái phần Meyer một chiều, tức là đạp tiến dừng thì nó sẽ vẫn trôi như Meyer bình thường. Meyer đấy là Meyer của Đài Loan các bác nhé. Sử dụng xích hạt đậu. Đây các bác, xích hạt đậu. Đây xích hạt đậu nha. Xích hạt đậu thì thực ra xích hạt đậu nó có vài loại. Cái xích hạt đậu gia cố chịu lực và cao cấp thì nó khác hơn một chút so với cái xích hạt đậu. Vì thực tế Figure bây giờ tất cả các xe đều cố gắng là sử dụng xích hạt đậu cả, nhưng mà sẽ có 3 loại xích hạt đậu khác nhau nhé các bác nhé. Về phần đùi đĩa, đùi đĩa thì các bác có thể hiểu rõ như thế này. Cái đùi đĩa này là đùi đĩa nhôm. Các bác, đùi đĩa nhôm của Host được làm liền với cả cái đĩa.
Các anh nhá, được đúc liền với đĩa. Cái này là đúc liền luôn, đúc liền hay là em xem. Kệ. Kệ đúc liền luôn, các bạn đúc dập liền với đĩa luôn. Với cái đùi đĩa này thì các bác nhìn tưởng tượng là nếu các bác muốn biết cái đùi đĩa này sờ vào cảm tưởng thế nào, các bác sờ cái ống đồng của đùi của cái chân mình ấy, thì cái đùi đĩa này cảm giác sờ vào nó y như cái ống đồng của mình ấy. Vì thực ra là họ làm thiết kế nó hơi lõm lõm và vòng vòng ở hai đầu như thế này, y như cái ống đồng luôn nha các bác nha. Thế nên là mới bảo là cái đùi đĩa này cực kỳ cứng và nhìn nó rất là mạnh mẽ. Kết hợp với đấy là cái pedal. Pedal là pedal nhôm các bác. Cái này là pedal nhôm đúc này. Pedal nhôm đúc gồm có những cái gai này. Những gai này thì như em nói rồi, sẽ đảm bảo là bám giày tốt hơn và sẽ không bị trượt khi mà mình đạp xe. Nhưng và cái pedal này nó chỉ bám giày thôi, chứ nó nếu đạp lâu này thì nó sẽ có những cái vết ở cái đế giày. Thì những cái vết đấy thì nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng các bác giày vẫn sử dụng bình thường. Vì cái đế giày mình tối thiểu nhất phải là từ 2 phân đến 3 phân. Cái này nó chỉ khoảng 2 ly thôi. Thế nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì vào đế giày nhé các bác nhé. Đấy là về phần đùi đĩa cũng như là đĩa. Ngoài ra xe sẽ có cả bình nước này, gọng bình này và cả hai điểm để các bác có thể vặn bình nước và vặn bộ đồ nghề chẳng hạn. Có một điểm ở cái khung chéo và một điểm ở khung sau. Kết hợp với đấy là xe sẽ được tặng cái này là cái dây X-Trap. Cái này là một đôi, các bác gồm một hai chiếc. Thế nên là các bác có thể là lắp một chiếc cũng được, lắp cả hai chiếc cũng được. Đấy là tùy vào sở thích của mình. Kết hợp với đấy là xe sử dụng cái khóa điều chỉnh chiều cao cột yên nhanh. Cái khóa điều chỉnh chiều cao cột yên nhanh với yên hốt, yên nhôm như các bác. Cái cọc yên này, cọc yên nhôm của hốt này, có đánh số đây. Với cọc yên nhôm có đánh số như thế này thì khi mình điều chỉnh chiều cao cột yên nó sẽ rất là tiện lợi và cũng sẽ rất là dễ dàng để mình điều chỉnh nhé các bác nhé. Kết hợp với đấy là yên giữ trục giữa, cái cốt giữ yên trục giữa các bác, cái là cốt giữ yên kẹp nhé các bác, kẹp trục giữa. Yên da mềm của hốt, yên da này khá là mềm, yên da mềm của hốt này thấy phù hợp với thanh niên. Vì đi những figure này thì yên mềm đi nó sẽ thoải mái hơn. Đấy là về ấy, đây này các bác. Này, tức là với figure thì các bác biết rồi. Khi các bác quay này sẽ là tiến này với cái clip cứng này nhé các bác. Các bác để cái ngơi cái bàn đạp chậm lại thì bánh xe sẽ chậm lại. Các bác nếu mà đạp lùi thì sẽ lùi bánh xe các bác nhé. Còn các bác đứng im này sẽ đứng im. Tức là quan trọng nhất là với figure là các bác sẽ rèn luôn được cái giữ thăng bằng và cái kỹ thuật. Đấy, đấy là về cái phần mẫu xe này. Mẫu xe này nhà em đang bán với mẫu F2 là vành ba đao, sẽ bán với giá là 5.350.000, có ship hàng toàn quốc. Còn mẫu F1 tức là vành trước và vành sau đều sử dụng bánh xe nan hoa 36 nan thì sẽ là 4.850.000, có ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng thì thanh toán tiền, có ship code toàn quốc là như vậy. Nhưng mà có một số yêu cầu là như thế này: hàng giá trị cao và buôn bán uy tín. Thế nên là yêu cầu bắt buộc là khi các bác đặt hàng qua mạng thì em vẫn bảo rồi là phải có cọc mới em mới chuyển hàng nhé. Đấy là một chút về mẫu xe này em giới thiệu các bác. Hôm nay giọng em hơi khàn một chút do tình hình viêm họng của em nó hơi nặng, em phải thế nên cái giọng sẽ hơi khàn một chút nha các bác. Và những clip của em thì đợt vừa rồi, còn mấy ngày vừa rồi mà em không lên clip đều được là do mấy cái hôm vừa rồi em có tham gia thi đấu của giải đua xe đạp hữu nghị Trung Việt ở tổ chức tại Bằng Tường, Quảng Tây nha các bác nha. Thế nên là mấy hôm vừa rồi em không có tham dự, em không có lên clip đều được. Những cái hình ảnh của những cái tham dự đấy em sẽ cho một số hình ảnh kèm lên ở trên góc màn hình ở cái đầu video clip nhé các bác nhé. Còn mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này cũng như là các mẫu xe đua, xe MTB, xe học sinh hoặc xe trẻ con, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo em để góc dưới màn hình này. Các bác vui lòng là liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp thì sẽ được tư vấn và được trao đổi nhanh gọn và kỹ càng, rõ ràng nhất và hỗ trợ nhanh nhất. Vì nếu các bác bình luận trên kênh YouTube thì có thể là em sẽ hơi sơ sót, là có thể có những bình luận em sẽ lại không đọc được ngay, mà có thể sau đấy một thời gian mới đọc được chẳng hạn. Thì lại vừa thứ nhất là vừa các bác lại được trải nghiệm nó không được tốt nhất, thứ hai nữa là em lại cũng sơ sót, là nếu mà như vậy thì em lại không tư vấn được kỹ càng nhất cho các bác. Hoặc các bác để là số điện thoại, tốt nhất là các bác nên gọi trực tiếp giúp em, thì như vậy em sẽ tư vấn được rõ nhất, hoặc là nhắn tin qua Zalo hoặc Messenger nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.
Video clip này của em là giới thiệu về mẫu Figure của nhà Host Epic 2 với giá 5.350.000 nha các bác nha. Và Epic 1 với giá là 4.850.000. Chạy bạc đạn hết các bác nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.